Shop hàng Nhật Nội Địa xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2021. Em tiếp tục lên sóng những con máy phục vụ các bác trong những ngày gần Tết. Hôm nay là mùng 3 tháng Chạp rồi, cũng chẳng mấy là đến Tết. Em hoạt động chắc đến tầm khoảng 20 âm là cũng bên Viettel họ ngừng thu hàng để chuyển đi. Thì những cái đơn cần thì còn có thể bán được, đơn xa thì chắc là không thể bán được nữa. Cuối năm rồi, các bác có nhu cầu mua những cái máy lọc không khí cho gia đình thì các bác liên hệ. Bình thường cuối năm giá thì cao hơn, nhưng mà riêng em cuối năm thì này có nhu cầu thu hồi vốn rất là nhiều, cho nên là không tăng giá, thậm chí còn giảm giá thu hồi vốn về cho các bác, cho những con bán còn chấp nhận lỗ. Còn việc tin hay không đấy là tùy của khách hàng. Còn khác lãi rồi thì có những con nó phải lỗ, thì trong một cái lô hàng thì không phải con nào cũng có những cái lãi. Đấy là cái chuyện bình thường của buôn hàng bãi. Con nhập về thì thiếu đồ, con vỡ, con này con kia, nói chung là các kiểu. Để hoàn thiện được một con bán cho các bác thì không phải là đơn giản. Hôm nay em lên sóng một con máy dòng phân khúc VIP của hãng Panasonic, phân khúc VIP các bác nhé. Con F với G70, con máy công suất lớn, dùng cho phòng to khoảng 50 mét vuông trở lại. Con này thì em báo giá luôn, tất cả trên clip em đều có báo giá, quay chi tiết hình ảnh, các tính năng cho các bác. Nhưng các bác chịu khó xem clip thì sẽ có đầy đủ chi tiết. Chứ chụp hình thì cũng chẳng nói lên điều gì cả. Trong clip thì thường nói rõ hơn. Đấy. Con này thì em bán là 4 triệu. Giá 4 triệu các bác nhé. Đi kèm màng lọc mới. Đấy. Đi kèm màng lọc mới tặng đổi nguồn. Trước con này là 4 triệu 6 đấy ạ. Đấy. Bây giờ giá mềm hơn rất là nhiều rồi. Trước 4 triệu 6 chưa có đổi nguồn. Bây giờ 4 triệu 6, 4 triệu lại tặng kèm đổi nguồn. Đấy, các bác nào nhu cầu mua thì các bác cân nhắc thời điểm bây giờ mua rất là hợp lý. Đấy. Tình trạng máy thì nguyên bản các bác nhé. Đấy. Trên clip như thế nào thì em bán máy là như vậy. Riêng về hình thức thì các bác, tất cả các máy em đều không bảo hành về vấn đề hình thức nhé. Hình thức đều quay chi tiết rồi. Các bác nào có nhu cầu hỏi thêm thì các bác có thể alo hỏi chi tiết. Đấy. Còn trên clip em quay như nào thì em sẽ bán đúng con máy là như vậy. Các bác mua con nào bán đúng con đấy chứ không gửi con khác. Đấy. Mua nào gửi đúng con đấy các bác nhé. Con này thuộc phân khúc VIP nhất của thằng Panasonic, có công nghệ Eco Navi khóa trẻ em. Đặc biệt con này có công nghệ dò tìm chuyển động, phát hiện những người đi trong phòng thì máy sẽ tăng tốc hoạt động. Còn bình thường nếu các bác đi vắng khỏi nhà không có người thì máy sẽ tự động biết không có người trong phòng trong một thời gian nhất định thì máy sẽ giảm tốc độ lọc xuống để tránh lãng phí tiêu hao điện năng. Đấy là một cái tính năng chỉ có cái phân khúc này thì mới có thôi. Con này thì em đi tặng, đi kèm cho các bác là màng lọc mới tinh luôn rồi. Đi kèm màng lọc mới các bác nhé. Đấy. Đi kèm màng lọc mới luôn. Màng lọc mới tinh nhé. Đấy. Bên trong là màng than hoạt tính khử mùi, khử tất cả các mùi hôi nấm mốc. Mà bên ngoài thì là lọc các bụi mịn 2.5. Bên này là bình nước bù ẩm, những ngày khô các bác cho nước vào các bác bù ẩm. Đấy, rất hiệu quả luôn, mấy ngày hôm giờ khô em cho nước vào bù ẩm rất là thích, tăng cái độ ẩm lên. Bên trong này là màng tỏ, em đã thay màng tạo ẩm mới tinh. Đấy. Nói chung là một con máy các bác về chỉ dùng, không cần phải làm gì cả, không cần phải đầu tư thêm cái gì. Con này đổi nguồn cắm rời bên ngoài các bác nhé, đi tặng kèm đổi nguồn bên rời bên ngoài. Đấy. Giá 4 triệu, máy như trên clip hình ảnh. Bảo hành 6 tháng, các bác nào lấy các bác liên hệ nhé, giá chưa phí vận chuyển. Chào các bác.